Hôm nay cũng gửi gãi nên làm cái clip hướng dẫn cho các bạn ghét thủ thuật của Tinder. Đầu tiên các bạn đăng nhập Tinder trên web. Bạn cái giao diện Tinder bình thường. Đây là những người like bạn nhưng bạn sẽ không thấy được họ. Rồi nếu mở khóa cái tính năng này để nhìn thấy những người khác đã like bạn á, bạn sẽ cần cái gói Tinder Gold này. Đây giá nó đây. Những bạn nào không có điều kiện mua để ủng hộ nhà phát triển á, thì các bạn làm theo cách của mình. Đầu tiên để hiện những người này lên, các bạn ấn cái công cụ làm mờ của nó đi, các bạn chuột phải và chọn hàng cuối đây bên này không? Bạn sẽ nhìn thấy cái thẻ trước này, các bạn mở rộng nó xuống một cái thẻ after này, bạn ấn cái thuật toán làm mờ nó đi. Hai cái này là thuật toán làm mờ nè, đây bạn ấn nó đi, nó sẽ rõ hơn một chút để bạn nhận ra đó là ai. Ở trên này thuật toán giờ muốn nó các bạn ẩn luôn cũng được để về đúng kích cỡ của nó. Đây. Bây giờ có tấm hình này rồi, các bạn muốn làm nó rõ nét hơn nữa, bạn chuyển nó lên trên lại như cũ nào. Mà nếu các bạn không có tìm được cái thẻ này ở đâu á, các bạn nhớ có thể nhấn Ctrl F bỏ vào đây chữ view chấm đây, tìm được 6 cái tương ứng với 4 người với 2 cái demo thôi. Cái thứ năm là người này đây đây nào. Chọn vào đây các bạn sẽ thấy những cái background của nó, background ảnh nào. Bạn mở nó ra thẻ mới. Ra thẻ mới. Bạn sẽ thấy hình nguyên gốc của nó nhưng mà nó vẫn còn rất nhỏ. Các bạn chỉnh sửa cái đoạn kích cỡ ảnh này lên. Ở đây, các bạn quét chọn kích cỡ này, nhập vào số 640 nhân 800. Đó, các bạn vào kích cỡ lớn. Các bạn làm tương tự với những người còn lại thôi. Đây. Mở thẻ mới, thay đổi kích cỡ. Tương tự với người này á, các bạn cũng làm vậy luôn. Riêng cái đây, bạn để ý cái phần này, nếu như kích cỡ nó hình vuông á, các bạn nhập 600 từ cái 800 vô nó sẽ không hiển thị ra được. Đây, nó báo lỗi ngay. Trường hợp này các bạn kích cỡ ảnh hình vuông các bạn nhập vào 640 640 luôn. Đây trường hợp này chắc cũng hiếm thôi chứ ít ai để ảnh đại diện và ảnh hình vuông lắm. Trong trường hợp mà các bạn có quá nhiều người like các bạn á, các bạn không thể kiểm soát nổi theo cách làm thủ công một cái á, các bạn có thể làm gộp một lần một luôn. Cách làm thì cũng tương tự vậy thôi, các bạn qua thấy network bên đây nè, thấy network này, các bạn tải lại lần nữa cái trang like này. Đây bạn kiểm tra lại thấy một cái lệnh mới ở đây là teaser ở đây nè, bạn click chọn nó. Đây cái API trả về tất cả các ảnh này luôn. Nhiệm vụ của các bạn là trích xuất mấy ảnh này ra, bạn chọn tải copy đây, chọn copy kết quả trả về đây nè. Bạn lên Google gõ vô cái ảnh là chat Google gom test, gõ vô thôi. Bạn chọn cái đầu tiên này. Ở đây thì các bạn dán các bạn vừa mới copy vô cái một đoạn dài lằng ngoằng thế này là đúng rồi đó. Ở cái bước này các bạn chép vào cái ô này, Google là sẽ chứa cái nội dung đoạn Nhật Bản. Nhật Bản này là gì? Cái đoạn 600x nè, x nè, dán nó vào đây chắc nó ra. Ở đây có 4 người, 4 liền, 4 người. Có mấy cái liên ảnh này các bạn muốn tải về cứ add nó vô IDM bình thường thôi, mở nước bắp là dán vô. Vô đây à. Giờ mở IDM lên add file vô, bạn vô phần thách là import còn đúng cái file Tinder cái thách. Sẽ tải tất cả về cho bạn. Sau này các bạn lên quẹt ai thì nhớ để ý những người này là quẹt được thôi. Rồi hình như có chai này nữa thì phải. Sau này có chai này nữa. Kệ hôm sau. Thiếu thốn rồi chai cũng được luôn. Đây là cách bạn có thể làm sử dụng Tinder cho mình. Muốn đơn giản hơn các bạn chỉ cần nạp tiền mua Tinder Gold là xong.